Vâng, thì trước màn hình của anh chị đây là bốn cái mẫu xe gầm cao mà em quay cho anh chị đây với cái tầm tiền là rất là hợp lý. Trong đó có hai cái mẫu xe Hyundai Telican, một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, và đây là cái dòng xe chuyên chở tiền của các ngân hàng. Đấy, hai mẫu xe này đều đồng giá và đều năm sản xuất năm 2003. Đấy, cái dòng xe chuyên dụng chở tiền. Và mẫu xe bên cạnh đây cũng là một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đó là mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2009 với phiên bản số tự động 2.0 và được trang bị thêm cửa sổ trời các bác nhé. Và đây cũng là một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe, một cái dòng xe máy dầu. Đấy, con này thì sản xuất năm 2004 và được trang bị hộp số tự động. Đấy, thì con này cũng với cái tầm tiền chỉ nhô 200 triệu một chút thôi, cũng là dòng xe nhập khẩu. Bốn cái mẫu xe này đều là dòng xe nhập khẩu hết các bác nhé, đều là những cái dòng xe chất lượng, giá tiền rẻ và đều là những cái dòng xe gầm cao. Đấy, hai cái mẫu xe này thì được trang bị hai cầu các bác nhé. Đối với hai cái dòng Hyundai Telican này được trang bị hai cầu và làm dòng xe chuyên dụng để chở tiền của các ngân hàng. Thì bây giờ mỗi hai mẫu xe này được các ngân hàng thanh lý ra và bán với mức giá cũng rất hợp lý. Nếu cái mẫu xe này đi ở những cái cung đường gồ ghề, cung đường đồi núi cao thì rất hợp lý luôn. Đấy, 2003 và giá là 156 triệu một con đối với hai mẫu xe Hyundai Telican này. Đây, hai cái mẫu xe này thì còn nguyên két nhé các bác nhé. Nếu mà các bác nào mua về mà muốn tháo két ra đấy thì các bác để làm khay để đồ đấy thì vô tư luôn. Hai cái mẫu xe này là hai mẫu xe nguyên két này. Đấy, két hay còn nguyên. Đấy. Đây, hai mẫu xe này còn nguyên két. Đấy các bác nhé. Đấy. Hai mẫu xe là két của nó đây ạ. Đấy, với cái giá tiền 156 triệu một con thôi. Đấy, đều là những cái mẫu xe rất đẹp. Như dòng xe Telican này đều là những cái dòng xe rất đẹp luôn. Nội thất con này thì nó là cái nội thất nguyên nỉ. Con này thì là nội thất nguyên nỉ theo của nhà sản xuất, chưa bọc lại ghế da, bởi vì cái này theo nhu cầu của mỗi người. Có người người ta để nguyên nỉ cũng được, mà có người ta muốn sạch sẽ về người ta bọc ghế da. Đấy, con này thì nó là nội thất nguyên nỉ và sàn nó là sàn nguyên nỉ chưa bọc. Đấy, nguyên bản. 156 triệu. Đấy, đối với mẫu xe này thì các bác nhìn cái bên nội thất của cái dòng Telican, nếu mà được giữ được nguyên nỉ như này thì nội thất của nó rất đẹp. Đấy. Lỉ của dòng này là nội thất rất đẹp luôn các bác nhé. Và dòng xe chuyên dụng chở tiền, vì vậy là tất cả những cái chi tiết của xe nó là chắc chắn lắm. Nhưng dòng này thì ngân hàng người ta để sử dụng nên vì vậy là nó rất là chắc chắn luôn ở cái dòng xe này. Đấy, về cái phần ghế, hàng ghế sau của mẫu xe Hyundai Telican đấy, đây. Con này nội thất nguyên bản luôn. Đấy, giá tiền 156 triệu đối với cái mẫu xe này. Còn dòng xe này nó là dòng xe hai cầu các bác nhé. Riêng hai cầu thì nó chạy rất khỏe rồi. Đấy, lốp to, chạy dòng này chạy đi trên đường nó êm, bởi vì cái bản lốp nó to, nó dày dặn. Đấy. Con này thì em cũng có quay clip riêng cho nó rồi các bác nhé. Bác nào mà muốn quan tâm thì có thể là bảo em gửi clip riêng con này cho. Đấy, clip riêng đã quay rồi. Đấy, đây này, về phần nội thất của xe đây này. Các bác nhìn này, nội thất của xe rất đẹp đúng không? Tất cả nguyên lý này, hơn 100 triệu luôn, hơn 100 triệu, 156 triệu với mẫu xe này. Chạy mẫu xe này thì các bác yên tâm là chạy nó là mỹ mãn, cái dòng xe nồi đồng cùi đá rồi. Không mấy khi hỏng vặt đâu. Đấy. Cực nành máy luôn. Dòng này là cực nành máy luôn. Hai cầu nhé, có nhé, con này nó hai cầu điện này. Đấy, đang chạy chế độ 2H là chạy chế độ một cầu, cầu sau. Đấy. Các bác có thể tháo két ra được hoặc để nguyên. Đấy. Chạy dòng này nó là đẳng cấp rồi, chắc chắn lắm. Và con bên này thì nó là chủ xe đã bọc lại tất cả những chi tiết này, ghế da bọc lại hết nhé. Và ghế da nó là ghế da xịn luôn. Đấy, mà ghế da này là ghế da đẹp. Về thì các bác không cần phải bọc ghế da nữa, mỗi người một cái nhu cầu. Đấy. À, đây này, tất cả các phím này, cái này là nó là chuyên dụng của ngân hàng thì em cũng tìm hiểu. Đấy, nhưng mà chạy dòng này nó là chạy cầu sau, nó thoát xe lắm các bác, mà máy riêng riêng máy dòng Telican này nổ rất êm luôn. Đấy. Tuy là đời sâu nhưng nổ rất êm. 2003. Đấy, các bác nhìn này, về con này thì nội thất chủ xe đã bọc lại sàn da ghế da hết rồi. Đấy, các bác mua về là không phải làm. Chạy dòng này thì nó là mỹ mãn rồi. Nói thật các bác thấy tiền ít thì nhiều. Gầm cao, hai cầu chỉ có 156 triệu một con thôi. Hai con Telican này chỉ có 156 triệu một con thôi. Đấy, chạy cực sướng luôn. Để các bác, nhà bác nào ở khu vực đồi núi mà chạy dòng Telican này thì nó là đẳng cấp mỹ mãn rồi. Khóa cửa, chốt khóa cửa rồi. Đấy. Riêng cái dòng này nó là mỹ mãn về cái phần chất của xe các bác nhé. Riêng đối với cái dòng Telican này. Đấy. Bây giờ các bác nhìn đây, về tổng thành nội thất của xe đây rất đẹp. Nói chung cái dòng này các bác mua về là sẵn sử dụng rồi. Cái mẫu xe này nó thuộc nồi đồng cùi đá rồi, em mua về là em đã kiểm tra hết rồi về cái phần chất chát của xe, chạy thử của xe rồi. Đều là những cái mẫu xe nào chạy chắc chắn.
ít khi hỏng vặt lắm, quá là lành máy luôn đối với những dòng xe này. Dòng xe này thì con này thì em đã có clip riêng hết rồi. Và bên cạnh các bác đây là mẫu xe Tucson, một cái mẫu xe để được đánh giá là hiếm có tìm ở cửa hàng, bởi vì con này sản xuất năm 2009, được trang bị cửa sổ trời này, đấy, hộp số tự động 2.0 này, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này, và giá tiền chỉ có 286 triệu thôi. Đánh giá là mẫu xe này trong xuất sắc của trong những cái mẫu xe mà em đã mua trước đây để nói về cái dòng xe Hyundai Tucson. Đấy, tất cả những phần chi tiết của xe nó còn liền lạc, và máy móc con này hoàn toàn là zin, chưa sửa chữa. Đấy, đấy, các bác nhìn từ những cái chi tiết như vô lăng này, đấy, cần số này, ghế da các thứ này. Đấy, xe con này thì rất là kỹ, xe người ta để rất là giữ gìn, mới chạy có mấy vạn thôi. Đấy, coi nhé, con này nó là nhập nguyên chiếc. Con này, cái này em có clip riêng của các bác nào muốn quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em này, hoặc nhắn tin cho em gửi cho các bác hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe Hyundai Tucson này. Đấy, 2009, nhập khẩu nguyên chiếc và giá tiền rất rẻ, 286 triệu, chưa đến 300 triệu đối với cái mẫu xe này. Dòng xe gầm cao. Đấy. Đấy, các bác nhìn cái nội thất con này thì các bác nếu mà đến xem xe là mê luôn về cái phần nội thất. Đấy, nội thất con này không có gì để chê được có cả. Nguyên bản và hơn nữa là rất đẹp, chạy sướng lắm. Riêng cái dòng Tucson này gầm cao chạy sướng lắm. Đây là mẫu xe máy dầu đây các bác nhìn. Cái này thì ghế nỉ nguyên xe này. Đấy, sản xuất năm 2004. Đấy, và con này là động cơ máy dầu diesel Santa Fe Gold, hơn 200 tí thôi. Ghế lỉ như xe, đây là dòng xe 7 chỗ các bác nhé. Con này nó được trang bị 7 chỗ ngồi. Đấy, máy dầu Santa Fe Gold đây, 2004 đây. Đấy, các bác nhìn đây. Và bên cạnh nó là cái mẫu xe Toyota, con này Daewoo Magnus các bác nhé. Đây, mắc nớt có hơn 100 tí đâu, rẻ. Con này số tự động 2.5, giá hơn 100 triệu tí thôi. Đấy, đấy, 4 cái mẫu xe nhập khẩu như chiếc của Hàn Quốc. Đây là 4 mẫu xe nhập khẩu nhé. Và bên cạnh đấy cũng là một cái mẫu xe Hàn Quốc. Đấy, cái dòng xe Hàn Quốc là cái dòng xe rất là phổ thông. Đấy, các bác dễ sửa chữa, dễ bảo hành, giá thành hợp lý luôn. Có Hyundai Santa Fe Gold 2004 và mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động 2.0, máy xăng, được trang bị hộp số tự động và được trang bị cửa sổ trời. Và bên cạnh đây là hai mẫu xe Hyundai Telecan với cái cửa tiền là 156 triệu một con. Bác nào quan tâm đến hai cái mẫu xe này thì alo cho em Dương theo số điện thoại là 0829777777, cũng như là quan tâm đến những cái mẫu xe cũ tại salon của bên em thì hoàn toàn là các bác có thể là đến trực tiếp salon để xem thử và test thử những cái mẫu xe của bên em các bác nhé. Những cái mẫu xe này thì đều có clip riêng hết cho các bác rồi. Đấy, các bác nào quan tâm thì bắt đầu là em sẽ gửi clip riêng cho các bác tham khảo chi tiết về cái mẫu xe đấy. Giá thành thì có thể thương lượng một chút nếu mà các bác nào có nhu cầu và thiện chí thực sự để với cửa hàng em. Đấy, mọi cái chế độ cam kết và bảo hành thì em sẽ viết bằng văn bản cho các bác để cho các bác yên tâm. Đấy, vâng, em Dương xin chào toàn thể các bác nhé.